kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh ánh dương tv bản tin quân sự mới nhất trung quốc ngang ngược mang nhiều chiến đấu cơ đến hoàng sa những hành động của trung quốc ở biển đông trong thời gian qua ngày càng xem thường luật pháp quốc tế đi ngược lại với quan điểm hòa bình cùng phát triển và bị nhiều quốc gia trên thế giới và tại đông nam á phản đối ví dụ như mỹ úc rồi indo philippines malaysia và việt nam lên tiếng chính thức Phản đối lại yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, dưới sức ép của dư luận quốc tế, Trung Quốc chẳng những không dừng lại mà còn có nhiều hoạt động quân sự ngang ngược hơn ở Biển Đông. Có thể kể ra những hành động gần đây như, Hải quân Trung Quốc đã triển khai máy bay ném bom tầm xa mới nhất của nước này, H6J, bay cùng với H6G trong một cuộc tập trận gần đây ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố ngày 30 tháng 7, máy bay ném bom chiến lược Xian H6G và Xian H6J đã tổ chức các cuộc tập trận ở biển Đông, với các cuộc tập trận bao gồm các hoạt động vào ban đêm, các loại máy bay tầm xa và tấn công mô phỏng các mục tiêu trên biển. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, đại tá Ren Guo Qiang, mô tả cuộc tập trận là khóa huấn luyện cường độ cao được tổ chức thường xuyên nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của Không quân Hải quân. Ren không tiết lộ vị trí hoặc thời gian chính xác của cuộc tập trận. Máy bay ném bom chiến lược lớp H-6 là thiết kế máy bay ném bom kỳ cựu do cục thiết kế Tupolev phát triển đầu tiên vào đầu những năm 1950 và được tập đoàn công nghiệp máy bay Xi'an chế tạo bắt đầu từ cuối những năm 1950. Hải quân Trung Quốc sở hữu các biến thể khác nhau của H-6 bao gồm H-6G, H-6M, H-6N và H-6J và H-6K bản sơ đổi H6G của máy bay ném bom có thể làm nhiệm vụ là máy bay tác chiến điện tử hoặc là máy bay hỗ trợ nhắm mục tiêu trên không cho tên lửa hành trình mặt đất. H6G là biến thể nâng cấp mạnh mẽ của máy bay ném bom, có khả năng mang tên lửa hành trình chống hạm và có tầm bắn 3.500 km. Truyền thông Trung Quốc đưa tin H6G có thể mang theo 7 tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh EG-12 với 6 tên lửa dưới cánh và 1 tên lửa trong khoang vũ khí. Máy bay H-6G có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong mọi thời tiết và cũng có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu hàng hải đang di chuyển. Trước đó, Trung Quốc ngang ngược đưa chiến đấu cơ đến Hoàng Sa. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đã điều 4 chiến đấu cơ đến quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Tạp chí Forbes ngày 17 tháng 7 dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Các máy bay này được cho là mẫu J-11B, biến thể của Sukhoi Su-27, NATO gọi là Flanker, có thể xem khá tương ứng với mẫu F-15 Eagle của không quân Mỹ. Trung Quốc chế tạo nhiều biến thể từ mẫu Su-27. Dù chưa biết chính xác về mẫu máy bay được xuất hiện tại Phú Lâm, có thể chắc rằng đây là một trong những biến thể của SU-27. Trước đó, một số hình ảnh của các máy bay trên đảo Phú Lâm xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 16 tháng 7. Với độ phân giải từ thấp, các vệ tinh thương mại, hình ảnh độ phân giải cao hơn của Airbus cho thấy rõ hơn về thông tin trên. Dù Trung Quốc chưa đưa ra xác nhận chính thức về hành động ngang ngược đó, hình ảnh các máy bay Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan đang tập trận chung ở biển Đông từ ngày 17 tháng 7 và lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần. Hải quân Mỹ cho biết các cuộc tập trận nhằm bảo đảm cam kết với đồng minh và đối tác về một khu vực an ninh và ổn định cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong diễn biến liên quan, tổ chức SCSPI tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc cho rằng máy bay do thám E-8C của không quân Mỹ xuất hiện gần bờ biển phía nam Trung Quốc trong ngày 17 tháng 7 và là lần thứ ba trong tuần. Chiếc E-8C được trang bị các radar cùng các hệ thống liên lạc, vận hành, kiểm soát đặc biệt xuất hiện cách bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 116 km. Trước đó, SCSPI cho hay một máy bay do thám không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã đi vào phía bắc của Biển Đông thông qua eo biển Ba Sĩ vào ngày 15 tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!